Thưa quý vị, sáng nay tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo, thành phố mới Bình Dương sẽ khai mạc hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa và hội chợ công thương vùng Đông Nam Bộ tại tỉnh Bình Dương năm 2023. Đây là chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương phối hợp tổ chức nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại của các tỉnh, thành phố, khu vực Đông Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung. Hội chợ thu hút 350 gian hàng, trong đó có khoảng 100 gian hàng triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm chủ lực, sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Bình Dương. 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề từ các địa phương, khoảng 250 gian hàng thương mại, ẩm thực, dịch vụ tổng hợp và các doanh nghiệp kết nối cung cầu. Đặc biệt, trong khuôn khổ hội chợ có những hoạt động, sự kiện song song như hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu hàng hóa giữa Bình Dương và các tỉnh, thành phố trong cả nước, hội thảo về chuyển đổi số, nâng cao năng lực doanh nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử quốc tế, hội nghị kết nối nhà bán hàng và sàn thương mại điện tử, hội nghị tập huấn nâng cao năng lực phòng vệ thương mại cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Sở Công Thương đã tiến hành mời gọi các tập đoàn, các nhà phân phối lớn trong khu vực để tham gia vào kết nối các doanh nghiệp. Thì các doanh nghiệp tìm kiếm được cái đầu ra sản phẩm sẽ thúc đẩy cái hoạt động giao thương cũng như thâm nhập vào cái thị trường nội địa. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, thì việc kích cầu tiêu dùng trong nước là một giải pháp trọng tâm. Thời gian qua, ngành công thương đã phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiều chương trình kích cầu sức mua tại thị trường trong nước nhằm khai thác hiệu quả thị trường nội địa với gần 100 triệu dân. Sở Công Thương tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp trong cái vấn đề hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm cũng như tìm những cái thị trường kết nối cho các doanh nghiệp để phát triển xúc tiến thương mại tại nội địa cũng như là xuất khẩu hàng hóa ra thị trường quốc tế. Ngành công thương đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong cả nước năm 2023 đạt 8-9%. Trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong 8 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 200.415 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa chiếm gần 70%. Các doanh nghiệp vẫn đang tăng cường tham gia xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng nội địa. Đây là giải pháp giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh.